Hello, xin chào. Hello, yeah. Hello, xin chào. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì lại là ngày thứ hai mình ở Chiang Mai. Và sáng nay á, thì tụi mình sẽ đi một cái khu tên là Wan Nim Minh. À, không biết đọc sao chính xác nhưng mà thôi các bạn cứ đọc cái tên đó trên màn hình nha. Mình cũng khuyên các bạn là nên đặt khách sạn gần cái khu này, tại vì khu này buổi sáng buổi tối đều đông vui và rất là nhiều quán cà phê cũng như là quán ăn tập trung ở khu này luôn. Bây giờ mình sẽ đi ra đó chụp hình xong rồi sau đó sẽ đi ăn vòng vòng trong đó, tại vì trong đó có rất là nhiều quán ăn này nọ, thì mình sẽ kiếm một cái gì đó ăn và quay lại cho các bạn xem. By the bonfire, 'cause this might be love. It's a feeling that I can't get rid of. So just take my hand, 'cause you know I don't wanna play pretend. Stay with me, take a chance, baby, roll the dice. Gotta give me some love, 'cause when I'm with you, I'm in paradise. You know how to make me feel alive. Gotta give me some love, nah nah. Gotta give me some love, nah nah nah. Gotta give me some love, nah nah nah. You gotta give me some love, nah nah nah. Gotta give me some love, nah nah nah. Ok, thì hiện tại á, thì tụi mình đang đi ăn trưa. Sau khi mà tham quan xong một vòng quanh Ninh Bình á, thì cũng đói, cho nên là mình đã được em Hana Foodie chỉ ở quán này. Thì Hana Foodie là ngày xưa học ở Chiang Mai cho nên là biết rất là làm những cái món ở Chiang Mai, cho nên bạn nào đi Chiang Mai thì có thể hỏi Hana Foodie. Đây là một cái quán cơm gà có tên là Pho Di. Đây là một phần cơm gà mix cả hai loại, tức là vừa là luộc vừa là chiên ngô và có thêm huyết nữa. Ở đây thì sẽ có một chén canh như vậy và hai cái chén nước chấm, thì mình thấy nó giống như mắm nêm vậy á, với lại nước mắm đúng không? Nói chung là một cái loại sốt, một cái sốt ăn cơm gà vậy. Mà ở Thái Lan á, bạn mình thấy là rất là thích ăn cơm gà hay sao á, tại vì hồi xưa ở Bangkok á, ở ngay cái nhà khách sạn cũ á, cũng kế bên cái tiệm cơm gà rất là lớn, cũng bán cái dĩa cơm gà giống vậy luôn. Và mình đã từng ăn cái kiểu cơm gà này rồi. Và nghe nói ở đây là một trong những quán rất là ngon và chỉ bán có vài tiếng đồng hồ trong ngày thôi. Hình như là mở từ lúc 10 giờ, 11 giờ gì đó và tới khoảng 2 giờ là hết rồi. Chỉ bán ở dưới đó thôi. Cho nên là nếu bạn nào mà đi cái khu quanh thì mình thì có thể ghé ở đây. Nếu đi bộ thì hơi xa, còn nếu mà đi xe máy thì là gần. Rồi các bạn, mình mới tính tiền xong thì chỉ có 40 bạc là khoảng 28 ngàn một dĩa thôi. Quá rẻ. Nhưng mà không rẻ lắm so với Việt Nam thì cơm gà cũng 30-35. Nhưng mà ok, nói chung ăn này cũng ngon. Các bạn nào mà thích trải nghiệm đồ ăn local thì nên đến đây. Ở đây đông lắm, ở đây lúc nãy mình vô full quán luôn mà chỉ bán vài tiếng thôi. Đây, mình tay mình đang ở một cái quán có tên là Cao Soi Ninh Minh, một cái quán mà bán đồ Thái. Và ở đây cũng khá đông, tới mọi người phải ngồi ở ngoài đây nè, những cái ghế ngồi bốc số, có số nè, xong rồi đợi người ta gọi số để vào trong ngồi, có bàn ngồi. Bây giờ thì mình sẽ đợi một chút xíu. Các bạn ơi, hồi nãy mình rất là sáng suốt khi mà để đi ăn cơm gà. Vô đây ngồi chờ thấy bà luôn. Tại vì đông quá, lâu lắm. Tới bây giờ mà mình thấy tất cả những bàn xung quanh đều chưa có, nhưng mà bàn thì có. Làm rất là lâu. Cho nên là, với lại quán này mở trễ nữa, 11 giờ. Cho nên là nếu bạn nào mà đói sớm á, tầm 10 giờ thì có thể đi ăn cơm gà trước. Sáng giờ đi chụp hình mà hết điện thoại luôn. Khao xoi đây. Đây là món khao xoi thịt chiên hả? Thịt heo chiên. Ê, ở dưới vẫn là mì tươi bình thường không, nha. Mì đúng. Ê, nó giống mì quảng á, cái sợi mì. Ở trên là sợi mì đó mà đem chiên lên. Nhìn sơ sơ thì giống mì quảng ha. Còn đồ của mình thì không biết. Đây là món omelette
omelette rau kiểu Thái, omelette là kiểu trứng chiên các bạn, trứng đánh lên xong rồi sẽ chiên với lại rau như bánh vậy đó. Ở trong này chỉ có trứng và rau thôi, họ đánh bông lên cái trứng đó cho nên là nó bông như vậy nè. Hiện tại thì mình đang ở một cái khu tổ hợp. Đó là một cái khu tổ hợp sẽ bao gồm là chợ này, cà phê nè, những cái bán đồ handmade này nọ. Thì cái khu này có tên là Bangkawat. Thì nó, các bạn có thể search cái tên này nè ở trên Google Maps, xong rồi các bạn đi theo thì nó sẽ hướng dẫn tới khu này. Thì bây giờ mình sẽ đi vào trong xem mà có gì nha. Cũng chưa biết là có gì đó, nhưng mà nhìn ở trên hình đó thì rất là đẹp. Và cái khu này á, là xây nô với lại plastic luôn. Đó, có cái bảng nè, no plastic. Bây giờ phải đi vào xem có gì. Wow. Ồ. Cái khu này đẹp quá. Tụi mình đang ở trong một cái quán cà phê ở trong cái khu Bangkawat này. Thì tụi mình sau vừa mới đi một vòng xung quanh đây, thì chủ yếu ở đây á là những cái bán nhỏ, họ bán những cái đồ handmade, ví dụ như là túi, là quần áo, hoặc là những cái giỏ sách mà đang may á, hoặc là những quán cà phê, hoặc là những cái workshop, hoặc là những cái bán đồ nhỏ nhưng mà dễ thương lắm. Cái khu này mình cảm giác giống như là đang ở Đà Lạt mình đó. Kiểu nó là nhà gỗ nha, ở đây mấy họ không có xài đồ nhựa, ghế cũng là bàn ghế gỗ hết, nhà cũng đa số là bằng gỗ. Rồi cây cối là tùm rất là mát, mặc dù là đẹp trời bây giờ là 12 giờ trưa rất là nắng nha. Nhưng mà cái khu này thì đặc biệt là rất là mát, mát mẻ cực kỳ luôn. Và cũng khá là đông, bây giờ mình đi buổi trưa khá là đông, cho nên là bạn nào mà muốn đi cái chỗ này để mà chụp hình á thì nên đi vào sáng sớm hoặc là chiều một chút thì nó vừa có hoàng hôn. Buổi chiều nắng nắng nè cũng đẹp, hoặc là buổi sáng nắng sáng thì sẽ đẹp hơn là bây giờ. Cho nên là tụi mình thì không có chụp được gì nhiều, nhưng mà cảm giác ở đây rất là thoải mái. Mình vừa mới vào một quán cà phê có tên là The O Chiang Mai ở trong cái khu này luôn. Thì mình kêu một cái ly green tea latte. Cái ly này của mình là giá là 80 baht, là khoảng 60 ngàn. Và ở đây họ sử dụng là cái này không có đồ nhựa nha, để lên này đó. Rồi ống hút đây là ống hút cỏ, một cái loại ống hút cỏ và rất là nhỏ luôn, nhỏ xíu à, nhỏ hơn cái loại cỏ mà mình thấy ống hút Việt Nam mình xài luôn. Cái này hút hơi bị mệt luôn á, dùng hết sức ngồi hút á. Nói chung là từ sáng đến giờ đi ở Chiang Mai á, thì cảm giác tất cả mọi nơi nó đều rất là yên bình. Các bạn biết tưởng tượng là những cái quán ăn, những cái quán tụi mình đi á, đều rất là đông. Mình nói thật là rất là đông, tại full bàn luôn, bàn nào cũng có người ngồi ăn hết. Nhưng mà rất là yên bình, không có ồn ào, không có nói, chắc mình là nói đứa nói to nhất trong cái quán đó. Kiểu như là ai cũng nhẹ nhàng đi vào ngồi chờ từ từ, không có hối, không có gì hết. Rất là thoải mái, kiểu như là yên bình. Cho nên là từ đây là một cái nơi mà kiểu như là dành cho những người mà thích sự nhẹ nhàng, sự thoải mái á. Kiểu như là có thể nghỉ dưỡng, đi ra cà phê, ngồi làm việc, hoặc là đi ăn nhẹ, hoặc là đi, nói chung là đó, ở Chiang Mai là như vậy, cái không khí nó như vậy.
Em đềm các bạn. Đi qua những cái quán bar hay là những cái quán gì nó cũng không có mở nhạc mà quá to, hoặc là mình chưa đi đúng cái quán bar mà mở nhạc to. Và cái quán nào nó cũng nhẹ nhẹ nhàng, không có ồn ào, không có tiếng ồn ở ngoài đường nhiều nha. Nó không là vậy. Bây giờ thì Nhân Lê nó cũng khá đuối. Đuối chứ. Đuối rồi. Tại vì ở đây cũng nắng á. Nó y như Sài Gòn. Đúng rồi, nó không có mát. Không có mát một tí nào á. Bạn đừng có tưởng là nó sẽ như Đà Lạt nha mọi người. Không có đâu. Nó chỉ có cảm giống Đà Lạt thôi. Còn the weather is not. Bây giờ thì tụi mình đang ngồi ở trong một quán cà phê ở Chiang Mai và nó có tên là number 39 hả? Số 39. Thì cái quán này nó có một cái đặc biệt, đó là ở giữa của cái quán là một cái hồ mà mình không biết là nó bỏ cái gì xanh lè xuống, không hiểu. Nó xanh lè mà nó xanh như xanh sữa vậy, nó như là gọi là cái món gì? Xương sáo sữa hả? Không biết nữa. Cái gì á? Xăm dứa sữa. Thì nó xanh như vậy luôn á mọi người. Và ở đây có một cái nhà gỗ ở trên cái bờ hồ đó rất là đẹp, cho nên là mọi người đều đang ra đó chụp hình sống ảo rồi. Thì mình đang đợi, mình bây giờ đang ngồi trong máy lạnh một chút cho nó mát và nghỉ một chút, xong rồi sau đó sẽ đi ra đó chụp hình. Nói chung là đến Chiang Mai chỉ để chụp hình, cà phê, ăn uống hết rồi. Thì mình uống một ly trà đào. Ở đây trà đào 60 bạc hả? 60 bạc là 40 ngàn mà không có miếng đào. Không có một miếng đào nào hết. Mà họ làm rất nhanh. Mà nói thiệt với mấy bạn là mấy bạn chỉ cần đưa tiền, người ta thối tiền xong là đưa nước luôn. Hay vậy á, mà rõ ràng là làm đàng hoàng nha mày. Tao làm thấy máy, làm máy cái máy gọi là máy gì ta? Máy áp suất á. Áp suất trà á. Bấm một cái là ra liền, ra nước trà liền, bỏ đá vô rồi đưa liền luôn. Các bạn nào mà... Nhưng mà cái trà nó thơm lắm. Cái trà nó thơm lắm. Không biết là thơm nè. Không có hương đâu nha, nó thơm từ cái trà. Thơm mà nó nhiều điều. Hello. Trời ơi bạn ơi, mỗi lần mà giờ đèn đỏ tụi mình muốn kiểu như là bày picnic ra ngồi ăn luôn á. Trời ơi, đèn đỏ ở đây nó lâu kinh khủng luôn. Lâu gì mà nó lâu. Chờ chứ phải 2-3 phút á mới bắt đầu đi được, giống như vậy, giống Việt Nam kiểu 30 giây là giọt đâu. Đông lắm, hết cho đèn quẹo ha, xong rồi đèn thẳng, xong đèn xéo, đủ kiểu hết trơn. Mà không có đếm dây, đèn đỏ không có đếm dây. Cứ chờ trong vô vọng vậy đó, ai thích thì tắt máy, ngồi chờ luôn. Hồi nãy mình quay nha các bạn là cách đây 5 phút rồi đó, mà bây gió 5 phút sau tụi mình vẫn còn đứng ở đây. Trời ơi, cái đèn 10 phút, ghê thiệt, ô đèn xanh rồi, ô. Hello, tụi mình vừa mới từ nhà ra hồi nãy thì đi, sau khi mà đi một cái quán cà phê mà có cái hồ á thì mệt quá, lúc đó là đã nắng rồi mà đi từ sáng đến chiều mình cũng đã khá là mệt, cho nên là đi về ngủ. Bây giờ thì ngủ dậy thì 5-6 giờ chiều rồi, cho nên là đi qua đây có một cái quán trà sữa takeaway khá là dễ thương, cho nên là tụi mình ghé chơi thử nè, cho các bạn xem quán cái trà sữa này nha. Đây là quán Cory, các bạn có thể search cái tên là Cory nè, thì nó sẽ ra liền cái quán này luôn. Đó, nó chỉ là một cái góc nhỏ giống như vậy thôi. Dễ thương lắm. Đây là menu nè. Ở menu này á, thì giá thường từ khoảng 35-30 là rẻ nhất, cho tới 55. Thì nó, nói chung là nhìn hình thì đoán món thôi, nó cũng có tên tiếng Anh nè. Order thì các bạn có thể gọi các bạn nhân viên ở trong ra order cho mình, tại vì cái tờ order ở đây toàn là tiếng Thái thôi. Thì bữa nay mình với Nhân order 2 ly trà, 2 ly sữa tươi. Thì cái ly của mình á là ly best seller ở đây nè, đó là ly Hokkaido Milk with Brown Sugar Jelly. Là best seller luôn nè, 45 bạc. 45 bạc là khoảng 30.000, còn ly của Nhân là ly này, Boba thì là có 30 bạc thôi, là khoảng tầm 20.000 à. Giá rẻ lắm, nhưng mà nó là kiểu take away hoặc là có cái chỗ ngồi nhỏ nhỏ như vậy thôi, chứ không có nhiều chỗ ngồi.
Ủa Nhân uống ngon không? Ngon. Này ngon. Hai đứa đều kêu là low sugar hết. Đây nè bạn, đây là cánh cửa thần kỳ. Một hồi á, bạn đã sẽ mở cái cửa này ra và đưa trà sữa ra. Đó. Ta-da, đấu lại. Cái này cũng ngon à. Nhưng mà nó không phải là boba, nó không phải chân trâu mà nó là jelly. Cái thạch này hình như là kiểu cái thạch mua sẵn á chứ không phải thạch nấu. Nhưng mà cái sữa nó ngon với lại cái lớp đường đen nó thơm ngon. Ngon lắm nha. Nên là bạn nào thích trà sữa hay là sữa tươi có thể ghé đây thử. Rẻ, ở đây rẻ ghê luôn á, 30.000. Thì hiện tại tụi mình đang ở một cái quán có tên là Tông Tem To. Nói chung quán hơi là lạ ha, nó bán từ 7 giờ sáng cho tới 9 giờ tối luôn, bán cả ngày. Thì tới đây á, thì mấy bạn sẽ liên hệ nhân viên để lấy một cái số. Thì số của mình á, là A078 nè, nhưng mà hiện tại thì mới tới 60 thôi, tức là còn 18 bàn nữa mới tới. Cho nên là họ có cho trước một cái cuốn menu để mà ngồi lựa món. Oh my god. Có tiếng Anh mà. Có tiếng Anh không? Có. Ok, menu có tiếng Anh để ngồi lựa món trước. Thì nếu mà không có muốn coi menu thì ở trên cái bảng á, nó có một cái bảng hình luôn để lựa món, những cái món ở trên đó. Bây giờ thì sẽ gọi món thử coi có cái gì. Có cho anh mày lê e tủ. Lê hai là Straky pork, chắc là thịt đó. Cũng là một kiểu thịt heo đúng không? Thịt ba rọi á. Sườn. Cái miếng thịt là giống như sườn nướng của mình đó. À ok. Là cái thịt sườn nó chiên lên á. Giờ mày muốn ăn ba rọi hay này 1.2 thôi. Ờ 703 đi. Rồi. Ba rọi rồi à. Cái này hình, cái này là tao thấy ở nhiều chỗ bán lắm nha, cái dĩa bự rồi nè. Kiểu như nó tùm lum tà la ăn chung á. Đó, bây giờ tụi mình sẽ coi những cái món ở trên hình này, xong rồi nó tìm vô đây coi nó là món gì. Trời ơi, đi chợ mà cực ghê. Ủa? Đâu? Số. Nó số luôn hả? Số mình lưng 8 8 8. Không có hả? Đây. Đây đây đây. Không biết luôn, kiểu đồ lòng, đồ lòng theo kiểu phía Bắc nước Thái á. Thử không? Lâu mang được đồ lòng thì lắm. Đồ lòng là sao? Nó là dồi đồ hả? Ờ à, thôi. Cuối cùng thì cũng đã tới số của tụi mình rồi. Được tới số rồi Nhân ơi. Nhờ đợi một phút. Thiệt luôn á. Bởi vậy đi những cái quán mà đi những cái quán mà nổi tiếng giống như vậy á thì mọi người nên dặm một cái gì đó trước, giống như tụi mình là dặm trà sữa trước á, cho nên là ngồi đây không có sợ lâu. Thôi nói chung mình nên ăn cái gì đấy nhẹ nhẹ trước. Sau cái tiết mục mà chờ để được vô quán thì bây giờ tới tiết mục là chờ để được lên món. Thôi là đã coi menu trước và đã order trước rồi, nhưng mà bây giờ tụi mình vẫn phải ngồi đợi, mới có ra nước lọc thôi. Cái này là một cái món gì đây? Rau hả? Rau xào với lại trứng đúng không? Trứng. Trứng. Còn cái này là một phần cá chiên. Cái này cá giống cá điêu hồng nhỉ? Ờ à, không phải. Một cái loại cá gì đó mà tụi mình cũng không biết nữa. Rồi để tao sợ cái tên. Ok thì tụi mình vừa mới ăn xong ở quán Tông Tem To. Thì giá tụi mình ăn hôm nay á là 450 nè, 450 bạc là khoảng tầm 300. Ủa, 450 bạc là tầm khoảng 370 gì đó. Cho hai người một bàn non nê. Chung là những món ngon thì mình thấy có cá ngon nè, tôm dùm thì hơi cay, thịt chiên ngon, cái rau thì hơi lạ lạ, ăn cho biết thôi, chứ cũng ngon thì không ngon lắm. Chung là cũng ok, nếu bạn nào đi thì có thể nên ghé thử để biết được là đồ ăn mà Bắc Thái nó sẽ như thế nào. Còn bây giờ thì tụi mình sẽ quyết định là sẽ đi ra một cái khu là Maya Center. Đó là một cái kiểu như một cái mall đó, một cái mall lớn ở cái khu quanh đi mình này luôn. Thì đi vô đó gửi xe xong rồi đi vô mall chơi, xong rồi có thể đi ra vòng vòng chợ đêm gần đó để chơi. Bây giờ thì let's go. Đây tụi mình đã tới
Maya rồi nè. Ở bãi giữ xe của Thái á, ngộ lắm. Nếu mà các bạn gửi xe máy nha, thì vô sẽ không có ghi thẻ hay cái gì hết á. Vô thì tự kiếm chỗ đậu, tự ấy, tự đi vô luôn, một hồi đi ra cũng không có thu tiền hay gì hết. Ngày hôm qua đi cái trung tâm kia thì mình thấy nó lạ rồi, bữa nay đi cái này cũng y chang vậy á. Mình quả quyết là ở đây ai cũng chạy. Các bạn ở đây có H&M nè, HM á, nhưng mà rất là vắng luôn. Mình nhìn vô cửa hàng không có một ai hết, mặc dù nó đang sale. Tụi mình cũng đi luôn. Ở đây nhiều, cũng nhiều đồ lắm, tinh rộng, to lắm, ở ngoài nhìn rất là to. Ôi dễ thương quá à. Đây cái brand này mình thấy mới vừa về Việt Nam luôn. Trong những ngày mình đi thì mình thấy đang tổ chức event ở ngoài Takashimaya. Onitsuka Tiger, cái loại mà giày, giày kiểu giày ngày xưa Việt Nam mình hay bán mà đi đá banh á. Giày tiền đình. Giày tiền đình hả? Không phải, thiên đỉnh hay cái gì? Thượng đỉnh. Tiền đình. Tiền đình là mày. Thượng đỉnh. Đây, đi giày tiền, giày tiền đình. Nguyên một cửa hàng bán đồ DC luôn. Batman. Oh my god. Fan của DC. Tất cả mọi thứ luôn đều là của Batman, Superman. Đây là xe máy phong cách Thái Lan. Dán quá trời luôn, còn cả có cả rim cách chờ treo đầy luôn nè mọi người. Hiện tại thì tụi mình đang ở một cái khu chợ đêm có tên là Saturday Night Market, tức là chỉ mở vào thứ bảy thôi. Và hôm nay thứ bảy thì ở Chiang Mai các bạn lưu ý là sẽ có những chợ đêm chỉ mở vào những ngày cố định trong tuần. Ví dụ như là cái khu mà ở Maya hồi nãy tụi mình đi thì chỉ mở thứ sáu thôi. Ngày hôm qua mình đi mình thấy rất là đông, nhưng mà bữa nay đi nó vắng hoe à. Cho nên là mình đã chuyển qua cái chợ này, mình đã phát hiện ra cái chợ này. Bây giờ đang đi vào trong xem nè. Có đây thì nó cũng bán đủ thứ thầm bà làng hết. Vớ nè, 4 đô 100 bạc. Ở Bangkok rẻ hơn nha, 7 đô 100 bạc lận. 7 đô 100 bạc là mỗi đô 10 ngàn. Gối. Ồ, ở đây có vẻ đông vui rồi nè Nhân ơi. Hả? Có một cái đậu xanh bánh lọt. Xương sáo, xương sáo bánh lọt. Khi ta nghỉ. Đây, dép rau. Dép rau Thái. Ngày xưa mấy cái dép này bán online rất nhiều, nhưng mà bây giờ thì chắc là ai cũng đi Thái được rồi nên không bán nữa. Vậy hả? Này hả? Mấy kiểu này nè, ngày xưa hot lắm nha. Thì cũng kiểu dễ thương mà.